Chào các bạn đến với trung tâm đào tạo đồ họa 2D, 3D, 4D Thuận Yến. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn video giới thiệu chương trình Photoshop ứng dụng trong thiết kế đồ họa quảng cáo. Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt ghép những đối tượng đơn giản. Đầu tiên tôi cũng mở Photoshop lên. Chọn hai hình này và tôi mở lên. Có rất là nhiều cách để mở hình ha. Chúng ta có thể bấm File vào File Open để mở ra, hoặc là vào bấm phím tắt là Ctrl O để tìm được chỗ lưu hình. Chúng ta có thể kéo hình trực tiếp từ ngoài thẻ vô trong Photoshop. Thì công việc cắt ghép cũng khá đơn giản, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ một xíu thì chúng ta sẽ cho ra được những tác phẩm đẹp. Thì đây tôi có những hình này, và tôi sẽ cắt ghép thành hình ở bên phải này. Để làm được một file giống như là cái này thì tôi sẽ tạo một file mới bằng cách là vào file chọn new. Tôi không biết kích thước của cái file này là bao nhiêu, nhưng mà tôi có thể chọn cho một document file này đúng cái tên của nó luôn, thì nó tự động lấy các thông số của file này. Rồi, tôi sẽ được một file mới đây. Bây giờ tôi sẽ cắt từng hình xem. Ví dụ như là cái hình chúng ta nhận thấy là cái hình nền có bầu trời này, có cái đồng hồ này, thì chúng ta cần phải lấy hết. Thì chúng ta có nhiều cách để cắt. Chúng ta có thể dùng pen tool. Pen tool nha các bạn. Chúng ta click những điểm ở đây và khi click xong như thế này rồi, chúng ta có thể bấm phím Ctrl Enter. Rồi chúng ta kéo hình này sang đây, thẻ ra, thì hình này sẽ tự động qua đây thôi. Hoặc là chúng ta có thể dùng các công cụ chọn vùng nhanh như là Rectangle Marquee Tool. Chúng ta vẽ nhanh những cái vùng hình chữ nhật như thế này. Ở đây tôi sẽ kéo hình này qua đây. Ở đây tôi nhận thấy là cái hình này nó nằm kín hết khung luôn, thì tôi bấm phím Ctrl T và tôi kéo hình này lớn lên. Lưu ý khi kéo vào thì hình của các bạn này dễ bị kích thước, cái tỷ lệ của hình ấy, thì nó hơi bị thay đổi. Ví dụ đây là hình gần đỡ, còn nếu mà chúng ta mà cắt ghép hình người mà chúng ta kéo như vậy thì là hư hết hình của chúng ta. Thì để kéo đều hình thì tôi sẽ chỉ chuột vào cái cạnh chéo cạnh bên thế này và tôi giữ phím Enter Left và Shift để kéo đều từ tâm. Và tỷ lệ đều. Đây, tôi giữ Enter Left Shift, tôi kéo lớn này. Đó, như thế này thì dù các bạn kéo lớn thế nào đi nữa thì cái tỷ lệ của hình vẫn được giữ nguyên. Rồi, tôi đã cắt xong cái phần hình nền. Bây giờ tôi muốn cắt tiếp cái hình có nhiều người này. Bây giờ làm sao mà cắt nó mờ mờ như thế này được? Thì tôi có thể chọn nhanh cái công cụ là Ellipse Marquee Tool. Tôi cắt cái vùng này, giờ tôi chọn ở đây. Thì cái này thì có nhiều cách để cắt các bạn. Giờ tôi kéo hình này sang. Thì khi kéo sang thì các bạn thấy là rồi tôi bấm Ctrl T, tôi xoay lại một xíu đi. Các bạn thấy là hình của chúng ta nó những cái đường viền này nó rất sắc nét, nó không như là hình này. Bây giờ làm sao để làm cho nó mờ mờ được? Thì tôi có thể dùng cục tẩy Eraser Tool ha. Tôi chọn cái loại cọ mềm. Tôi để opacity lớn luôn. Tôi xé nhẹ 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 thế này. Thì cái đường viền của chúng ta nó sẽ mờ thôi.
Rồi, tôi có thể cầm trên tay, tôi kéo lớn lên. Đó. Hoặc là, ví dụ tôi vẽ được hình như thế này rồi. Rồi, tôi có thể dùng cái lệnh mà làm mềm vùng chọn. Tôi phải select modify header. Chúng ta là shift F6 ha. Các bạn cho header. Rồi, khi chúng ta kéo sang. À, thì tự động cái đường viền của chúng ta sẽ mở. Rồi, được chưa các bạn? À, phần dưới này chúng ta có thể xóa hơi nhẹ nhẹ đi một xíu. Đó. Thì cái lệnh select modify feather này nó chỉ thao tác được mà khi chúng ta có một cái vùng chọn. Thì tôi phải có một cái vùng chọn thế này. Thì áp dụng được các lệnh ở trong mục select. Rồi, khi mà tôi cắt xong hình này rồi, tôi có thể dùng cụ tẩy tôi sẽ cho quay chibi nhẹ nhẹ để sẽ bớt mấy cái phần bên ngoài này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục là cắt những hình trái đất này đây. Tôi có thể dùng công cụ Pen Tool để cắt hoặc là Pen Tool cũng được ha. Thì tôi khi cắt, tôi chấm một điểm rồi tôi giữ chuột tôi kéo như thế này các bạn. Rồi tôi giữ phím Enter và tôi click bỏ cái điểm giữa này đi. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Các bạn mà càng khéo tay thì cái hình của chúng ta sẽ ra là đẹp hơn. Rồi. Như vậy xong là tôi bấm phím Ctrl Enter và tôi đưa hình này sang. Được rồi các bạn, hoặc là tôi có thể cắt cách khác bằng cách là tôi dùng cái công cụ Ellipse này, Ellipse Magic Tool. Tôi chỉ vào tâm này ha, tôi giữ Enter Left và Shift, tôi vẽ ra một cái hình tròn. Được rồi, như vậy làm sao mà để kéo được cái hình này nó khớp ở các điểm ở đây, thì tôi có thể cần chân T và tôi kéo cái vùng chọn không được ha, cần chân T không được ha, thì tôi sẽ chọn là select và change form selection. Đây tôi sẽ kéo đó, quen nên chịu khó điều chỉnh một xíu. Rồi chúng ta chỉ lấy được khoảng 90% thôi. Rồi ha các bạn. Rồi chúng ta enter. Rồi. À, đưa hình trái đất sang. À, bây giờ tôi sẽ copy hình trái đất này ra thành nhiều hình nữa. Này. Thì tôi cách thứ nhất là tôi bấm Ctrl G. Rồi tôi lôi hình đi, tôi cần chân tay tôi kéo hình nhỏ lại. Cách thứ hai tôi chọn hình này, tôi giữ phím Enter Left và tôi lôi đi là cũng tự động copy. Giờ tôi sẽ copy ra những cái trái đất này tôi đặt tương tự. Rồi, tôi cứ để đó đã. Bây giờ tôi sẽ cắt tiếp hình
Còn lại đây tôi sẽ cắt hình. Rồi tôi có thể dùng pen tool để vẽ vào theo hình này, là tôi có thể dùng ngay công cụ Mavic pen tool, là tôi click ra cái vùng màu trắng này và tôi bấm Ctrl Shift Y để tôi đảo ngược lại cái vùng phần bên trong. Bây giờ tôi sẽ bỏ những cái vùng bên ngoài này, tôi chọn công cụ Lasso Tool này. Tôi giữ phím Enter Left. Rồi tôi khoanh, tôi bỏ hết vùng này đi. Rồi, bây giờ chỉ còn cái hình đất nước Việt Nam này thôi. Rồi, tôi sẽ kéo sang đây. Đó, như vậy là các bạn có thể cắt hình này rất là nhanh. Rồi, tôi cũng cần chân tay tôi kéo nhỏ lại. Rồi, xoay một xíu. Rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách này chỉnh màu. Ví dụ cái hình này này. Tôi có thể chỉnh một xíu. Ví dụ tôi vẽ cái máy adjustment. Đây là cái trong một adjustment này là những cái mục để chỉnh màu. Ví dụ đây là sáng tối. Ở đây chúng ta không cần sáng tối. Ví dụ tôi muốn chỉnh màu. Tôi chọn hue saturation chẳng hạn. Tôi kéo từ cái màu nào mà tôi ưng ý. Ví dụ màu này cũng được. Tôi cho hơi nhẹ xuống. Ok. Tương tự hình này. Image adjustment. Hue saturation. Phím tắt là Ctrl U. Các bạn bấm Ctrl U. Rồi, tôi sẽ kéo lên. Rồi, giờ tôi chọn màu này. Ok. Tiếp tục. Này, tôi sẽ cho đậm lên. Rồi. Rồi, tôi cho nhẹ xuống. Với hình trái đất này thì tôi sẽ chỉnh tối đi một xíu. Brightness contrast để kéo nó tối lại. Rồi, tăng cái độ tương phản lên. Bây giờ hình của chúng ta đã gần xong rồi các bạn. Bây giờ tôi cần một cái lớp mây làm đèn lên trái đất. Thì cũng đơn giản thôi, tôi cũng cắt phần lớp mây này. Tôi bỏ lên. Giờ tôi cắt cái vùng lớp mây này. Rồi, giờ tôi sẽ lôi xuống này. Tôi kéo cân chuyển tay và tôi kéo lớn lên. Đây, tôi có thể giảm opacity nhẹ nhẹ xuống một xíu. Rồi. Viền bên ngoài tôi có thể dùng một tay tôi xóa nhẹ nhẹ. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có mây rồi đó. Bây giờ tôi sẽ làm chữ F nổi lên thế này. Như bài trước tôi đã nói rồi. Chúng ta sẽ dùng giảm fill đi và khử hết cái màu vàng này và áp dụng những cái hiệu ứng ở trong layer style đây. Ví dụ tôi cho gravity inbox hơi nổi lên một xíu. Rồi, tôi cho một ít inner glow đi nhé. Rồi một ít móng độ nè. Rồi đường viền nhé. Tôi cho đường viền màu đen, cho hơi lớn một xíu. Rồi, ví dụ vậy là được rồi các bạn. Giờ tôi sẽ giảm fill xuống xuống không luôn. Thì các bạn thấy là chữ S của chúng ta đã mất hết màu và chỉ còn hiệu ứng là Revert Inbox, Chop và Rob Shadow. Tôi có thể vào Revert Inbox và tôi chỉnh lại những thông số ở đây.
Thì đẹp hay xấu là do các bạn điều chỉnh. Và chúng ta có những cái, có nhiều cái để chỉnh trong này. Các bạn thích kiểu này, các bạn chọn kiểu đó. Thì tôi chọn kiểu này. Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách mà cắt ghép những hình đơn giản và chỉnh màu. Hy vọng là bài hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài hướng dẫn tiếp theo.